và theo ước tính, số bệnh nhân chấn thương cuộc sống chiếm khoảng từ 4-6% những người khuyết tật tại nước ta. Hàng trăm nghìn người đang hàng ngày phải chống chọi với các bệnh nguy hiểm này. Chấn thương cuộc sống là một loại chấn thương vật lý cực kỳ nghiêm trọng, có thể tác động lâu dài. Tai nạn giao thông và tai nạn lao động là nguyên nhân hàng đầu gây nên căn bệnh này. Người bệnh thường bị liệt, phải ngồi xe lăn và mất cảm giác. Chấn thương này nó rất là khổ, nó quá khổ luôn, không có cái gì khổ vào. Sau khi họ nó bị họ mà chấn thương cuộc sống này thì em muốn là mọi người chung tay, mỗi người giúp đỡ cho nhau để cùng nhau tiến lên. Khó khăn đau đớn như vậy, nhưng những bệnh nhân này luôn yêu đời và có chí mạnh liệt vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay hơn 150 người bệnh chấn thương cuộc sống trên toàn quốc đã về Hà Nội để gặp gỡ và chuẩn bị cho việc thành lập Hội chấn thương cuộc sống Việt Nam. Tôi rất là phấn khởi về là những người chấn thương cuộc sống đã chính thức có một cái hội để mà anh em được chia sẻ rồi hòa nhập và cũng được xã hội quan tâm đến để nhìn nhận được là chúng tôi là những cái người mà tuy là tôi rất là nặng mà chúng tôi cũng có mỗi cuộc sống đàng hoàng và có những đóng góp tương đối cho xã hội. Hội thành lập ra sẽ thu hút được cái sự quan tâm của cộng đồng cũng như chính bản thân những người chấn thương cuộc sống và những người cuộc sống như thế. Chúng ta sẽ thấy cái sự liên kết nó sẽ chặt chẽ hơn bởi vì là mình có một cái điểm sáng để